Chào các bạn, tôi là Trường Trần đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi chương trình du lịch khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của tôi. Hôm nay tôi cùng bà xã gốc Thái Nguyên sẽ review cho bạn về đồi chè Thanh Chương. Vâng, đồi chè nằm tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 50 km, cách biển Cửa Lò khoảng 70 km. Với những bạn trẻ thích du lịch phượt từ Hà Nội thì nên đi đường mòn Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt của đồi chè Thanh Chương nằm ở chỗ, chè được trồng trên các ốc đảo nhỏ, được bảo phủ xung quanh bởi đập nước Cầu Thau. Nhìn từ trên cao, nơi đây giống như những con ốc nhô lên mặt nước. Khác với các đồi chè ở Việt Nam, khi tham quan, du khách sẽ được đi thuyền thăm đồi chè Thanh Chương. Có nhiều loại thuyền máy tại đây, với giá thuê trọn chỉ 100k cho 2 tiếng và chỉ 150k cho cả buổi. Nơi đây có hàng chục ốc đảo chè khác nhau. Ngồi trên thuyền len lỏi qua từng ốc đảo xanh, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của đồi chè, được tận hưởng bầu không khí cực kỳ trong lành và dễ chịu. Với khung cảnh thiên nhiên vô cùng độc đáo, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ bởi một màu xanh bất tận. Đảo chè Thanh Chương đang là điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Một đêm ngủ lại đồi chè Thanh Chương sẽ giúp bạn khám phá nhiều góc sống ảo đẹp long lanh để quay phim chụp ảnh. Chỉ cần một chiếc điện thoại trên tay là bạn đã có một clip vô cùng đẹp và đáng nhớ rồi. Khác với nhiều đồi chè khác của Việt Nam, đảo chè Thanh Chương quanh năm luôn xanh mát và tươi đẹp. Vì vậy bạn có thể du lịch cắm trại tại đồi chè Thanh Chương vào bất cứ mùa nào trong năm cũng được. Đến với đồi chè Thanh Chương, bạn như sẽ được trở lại tuổi thơ đáng nhớ, được nô đùa chạy nhảy trên những bãi cỏ, cùng nhau ngồi xích đu hay chụp ảnh thả chân bên cầu dưới dòng nước mát bên người yêu. Thoang thoảng trong không gian là mùi hương chè nhẹ nhàng, khiến tâm hồn bạn trở nên khoan khoái vô cùng. Trên mỗi ốc đảo còn có một túp lều nhỏ, bên trong có sẵn ấm chén pha trà nghỉ ngơi ngắm cảnh. Có rất nhiều nhà dân tại đây phục vụ ăn uống cho khách. Bạn có thể ghé vào một nhà nào đó để thưởng thức những món đặc sản xứ Nghệ như dê cầu đòn, gà nướng lá chanh, xôi lam nướng cùng hoa quả bốn mùa. Đồi chè Thanh Chương sẽ xứng là địa điểm không nên bỏ lỡ trong hành trình khám phá du lịch Việt Nam. Đừng quên bấm theo dõi những điểm du lịch mới của Trường để cập nhật thêm nhiều điều thú vị hơn nhé!